Hello, xin chào các bạn, mình là Noob đây. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một cái clip Minecraft nữa. Thì nếu đầu tiên nếu các bạn yêu thích video này thì đừng quên để lại cho channel của Karen và cho Noob một nút like, share và subscribe. Và ngoài ra thì các bạn đừng quên ấn vào cái chuông để cập nhật những video mới nhất từ kênh của Karen nhé. Ok, bây giờ thì chúng ta let's go. Ok, nãy giờ thì bây giờ mình đã chặt được 4 cái này. 5, yeah, trời ơi. Cái này là gỗ nè. Mình tuy mình là nước á, nhưng mà mình vẫn biết này là gỗ nha mấy bạn. Yeah, chúng ta sẽ xây gà bữa cho bạn chế tạo. Ê, có con heo. Ê, con heo kia. Trời ơi, thôi kệ đi. Mình là cứ tiếp tục đi. Ủa, cái này là gì ta? À, cái này là hoa nè. Trời ơi, hoa. Nhưng mà giờ mình cũng đâu cần hoa đâu, mình cứ lấy lại. Ủa, hoa đâu? Sao hoa không hiện ra? Hoặc cả này, con heo. À, bây giờ mình mới để ý. Đằng kia có hai người nào kìa mấy bạn ơi. Oh my god. Hình như hai người kia là hai người nào á. Nhìn họ rất là giống như mấy người ăn cướp. Hay là bây giờ mình lại chêu hỏi đi nha. Hello hai anh. Trời ơi, lâu ngày mới gặp với nhau mà hai anh kiểu trời ơi. Sao hai anh? Hai anh khỏe không nè? Hay là em mời hai anh đi uống nước nha. Hai anh ơi. Trời, không chịu trả lời mình luôn chứ. Nè hai anh ơi. Ai trời ơi, tự nhiên mình đi trêu hai ông công an luôn chi á, vậy mà bây giờ mình đã cuối cùng mình cũng bị bắt vô đây luôn. Đúng, không muốn bị bắt ở đây suốt đời đâu mà. Ước gì lúc đó mình lo mình chặt gỗ mình không thấy hai ổng là được rồi, tự nhiên lúc đó mình lại còn quýnh hai ổng nữa. Nó không chịu đâu. Nhưng mà giờ không lẽ mình phải sống ở chỗ này mãi mãi sao? Không thể như thế được. Chắc là mình nghĩ là bây giờ mình phải cố gắng phải ra được cái chỗ này chứ. Chứ các bạn biết không, ở trong cái chỗ này nó rất là khó chịu luôn á. Trời ơi, các bạn thấy không, thường là ở ngoài thì nó sẽ có không khí rồi các kiểu. Nhưng mà ở đây á, tuy là nó có 4 bức tường nhưng mà nó nóng, trời, nóng như cái lò vậy đó. Vậy mà trời ơi, nó nóng, nó vừa nóng mà nó vừa dơ nữa này. Chắc là giờ mình chết quá. Ủa? Ở đây có một cánh cửa sao? Hả? Ở đây là một bức tranh. Mình vô đây là một căn phòng bí mật. Ồ, căn phòng này có nhiều tơ nhẹ nữa, hình như bỏ lâu lắm rồi nè. Nhưng mà mình nhìn ra đây mình không thấy. Mình không thấy bức tranh nữa. Ôi, ai làm cái này mà nghệ thuật vậy ta? Trời ơi, các bạn thấy không? Mình vô đây mình không thấy bức tranh, mình đi ra ngoài mình thấy bức tranh. Oh my god. À, mình hiểu rồi. Giống như là giờ dù mà giờ mình vô đây mình sợ người ta vô xâm nhập mình có thể thấy được này. Đó. Ui, đây là một căn phòng bí mật nhưng mà ủa cái gì vậy? Hả? Cái này là gì vậy? Chìa khóa hả? Ý. Mình nghe nói là mình muốn thoát ra khỏi đây mình cần phải có chìa khóa đúng không? Oh my god. Thế thì bây giờ mình sẽ thử đặt chìa khóa vô đây nha mấy bạn ơi. Oh my god. Mình đã mở nó ra được rồi. Oh my god, bây giờ mình phải chắc là đúng rồi. Bây giờ mình phải thực hiện cái phi vụ trốn thoát ra khỏi cái nhà tù này mới được. Let's go. Ok, bây giờ thì mình nghĩ là bây giờ mình phải cẩn thận hơn mấy bạn ơi. Hình như ở đó có hai người cảnh sát. Có một chị nữ với lại một anh nam đang nắm tay nhau. Oh my god. Mình nghĩ là đúng rồi, mình phải nằm xuống. Mình phải đi ra từ từ thôi mấy bạn ơi. Các bạn nhớ giữ im lặng nha, Ra được rồi. Trời ơi. Cuối cùng cũng ra được rồi, đúng là căng thẳng rồi luôn mấy bạn ơi. Hai người họ đang làm gì vậy ta? Trời ơi. Như có vẻ hai người này là hai cặp tình nhân đó nha. Trời ơi, Noob cũng muốn có tình nhân. Nhưng mà ok. Bây giờ trước tiên á là mình cần phải đúng rồi. Tiếp tục đi nào.
Nhà tù của mình đúng là công nhận là phải gọi là nó thực sự rất là kiểu nhìn vô là cảm thấy nhàm chán liền luôn mấy bạn. Hình như ở đây chúng mình có một căn phòng này. Trời trời trời. Ở đây hiện ra đây là cái phòng nghỉ ngơi, cái phòng ăn dành cho các anh cảnh sát. Oh my god. Còn mình thấy mấy người dân làng này có hình như họ có vẻ là người đã phục vụ cho những anh công an này. Nhưng mà nhìn đồ ăn mình cũng thèm quá à. Nhưng mà bây giờ mình biết làm sao giờ? Trời ơi, cái gì kìa, thịt gà kìa mấy bạn ơi. Hay trời ơi. Đúng rồi, bây giờ mình phải đi thôi. Chứ không thể nào mình ở đây được quá. Chúng ta phải núp như một điệp viên. Mình không nên làm như vậy. Trời ơi, mình làm như vậy thì bọn họ sẽ dễ phát hiện hơn nữa. Bên đây cũng là có đường nè, mình sẽ vô xem thử nào. Các bạn có nhìn kìa, đồ ăn rất là nhiều luôn, bánh mì. Trời ơi, thôi mình nghĩ mình nên đi. Hiện tại thì vẫn chưa có ai phát hiện cái này. Có một anh công an đang ngủ kìa. My God, mình phải đi chậm chậm nè. Mình phải đi chậm chậm thôi mấy bạn ơi, chứ không là chết nữa. Ôi ơi, nhìn anh công an nó ngủ ngon kìa chưa. Okay, vô nào. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta đã vô được đây rồi. Mình cũng yên tâm rồi đó. Để xem trong rương chúng ta có gì không à. Sao không có cái gì ta. Đây là phòng ngủ đó hả? Mình nghĩ là không nên ngủ bây giờ đâu. Mình cần phải mình vẫn đang thực hiện cái phi vụ trốn thoát ở đây. Hình như phòng này là phòng bếp hay sao mấy bạn ơi. Trời ơi, núp đói bụng quá đi. Ở đây có cái cửa này. Ở đây là phòng bếp thiệt nè. Để mình coi. Không có đồ ăn, tủ lạnh không có đồ ăn. Nhưng mà nhìn cái phòng bếp này đẹp quá à. Trong đây có rất là nhiều đồ ăn luôn nè. Mình nghĩ đây là đồ ăn dành cho các anh cảnh sát á. Mình nghĩ là mình nên lấy một cái bánh kem thôi. Tại vì núp rất là thích ăn bánh kem nè. Ok, ngon quá đi. Còn nửa cái còn lại mình sẽ vứt luôn. Ok, chúng ta sẽ có những cái đồ dùng này nè. Wow. Nhưng công nhận là nhìn trong đây đẹp thiệt luôn các bạn ơi. Nhưng mà ok, nói chung là bây giờ mình phải đi ra ngoài và tiếp tục công việc của mình. Ok, chúng ta nên đi đường này. Ui, quên mất. Chúng ta phải đi chậm rãi này. Không là anh này, anh cảnh sát này anh dậy nữa là chết mình luôn á. Ôi, FBI kìa mấy bạn ơi. Oh my god, FBI. Trời ơi, ở đây một đống luôn, hình như đang có chuyện gì á. Ôi, bây giờ mình chỉ cần đứng lên một cái là họ sẽ phát hiện ra liền luôn nè. Mình phải đi chậm rãi như người nhện thôi. Ok, không thấy. Ok, ra nào. Ok, may quá đi. Cuối cùng á, mình cũng đã thấy rồi hả. Ok, bây giờ chúng ta đi ra ngoài rồi. Nhưng mà cũng còn mấy anh công an ở đây nè. Đi chậm rãi thôi. Bên đây có cái gì nè. Bên đây có mấy cái gì nè mấy bạn ơi. Có một cái rương nè. Hả? Thì ra đây chính là đồ của cái anh công an. Hình như đồ này đồ cũ á. Mà mình sẽ thử đợi nón. Các bạn thấy núp đợi nón vô nhìn ngầu chưa nè. Mình sẽ mặc vô. Bây giờ nhìn mình y chang ông công an luôn. Trời ơi, y chang cảnh sát luôn. Mình nghĩ là bây giờ mình đã hóa trang được như vậy rồi, chắc không ai phát hiện đâu. Trời ơi, cảm ơn cái người nào đó đã bỏ bộ đồ này đây nha. Tuy là nhìn mặt mình có hơi ngáo ngáo nhưng mà không sao đâu. Ok, bây giờ mình nên đi ra ngoài. Để mình thử lại gần cái anh này thôi. Anh không nghi ngờ thiệt mấy bạn ơi. Ngon. Ok, bây giờ thì chúng ta đi vô thử đây xem có cái gì không. Mình nghĩ là mình nên tìm một cái chỗ nào đó đi khác ra ở đây nha. Phòng này là phòng gì ta? Chúng ta có một cái súng nè. Oh my god, chúng ta không nên bắn đâu. Nó rất là ghê tiếng ồn luôn. Hy vọng là không ai nghe đâu. Nhưng mà đây là phòng kính mà, hèn nè. Ok, mình nên giấu khẩu súng này vô để cho mọi người không phát hiện. Ok, bây giờ thì chắc là bây giờ mình sẽ vô đây thử rồi. Đúng rồi, không có ai nghi ngờ mình thật luôn nè mấy bạn ơi.
Yeah, bây giờ tôi đã hóa trang rồi, không ai có nghi ngờ tôi nữa đâu. Mình nghĩ là mình nên vô bếp lấy thêm một số đồ ăn nữa. Chứ mình không thể chịu đựng với cái bụng đói meo này nữa. Ta nên lấy bánh mì đi ha. Ok. Rồi, mình đóng cửa lại. Tuy là đây là mình đang trốn thoát nhưng mình phải 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 có một cái ý thức, mấy bạn hiểu không? Ok, sau đó thì chúng ta sẽ thử đi ra ngoài đây. Ê, hình như đây cũng ra nè, nhưng mà đóng lại rồi. Ok, mình không sao, mình sẽ kêu anh này mở cửa ra. À, nói anh có thể mở cửa cho tôi ra được không vậy? Xin lỗi ngài, ngài cần có thẻ mới có thể mở cửa ra ngoài được. Ok, thẻ ta. Đúng rồi, đúng là cái chỗ này làm ăn nghiêm ngặt thiệt luôn mấy bạn ơi. Mình muốn ra thôi nó cũng cần thẻ để xác nhận danh tính nữa. Hơi có vẻ ca này khó nè. Mình nghĩ là bây giờ mình nên đi tìm thẻ thôi. Chắc là thẻ nó ở đâu đây á ta. Mình sẽ qua chỗ kia tìm trước xem nào. Ở bên đây có một cũng có một cái cửa nè. Thẻ, nhưng mà đây là mấy cái chỗ ngục mà. Làm sao mà có thẻ ở đây được chứ? Vậy là chúng ta phải đi lại qua kia nào. Mình nghĩ bên kia là phòng làm việc ấy, cho nên có thể là sẽ có. Bên đây có thể là phòng làm việc này, mình sẽ tập kiến ra nha. Ở đây không có chứa gì luôn. Để xem còn ở trong đây thì sao. Đây là phòng. Ồ, trời ơi, nó đóng lại chi vậy? Ui trời ơi. Rồi. Đây là như là phòng gì ta, nó cũng không hẳn là một cái phòng ngục nữa, nhưng mà nhìn cái phòng này có vẻ là nó sạch sẽ hơn mấy phòng kia. Ủa, đây là cái gì vậy? Một cái hầm nè, mình nghĩ là sẽ có gì đó trong đây á mấy bạn ơi. Một cái gương, chìa khóa, rồi một cái lá thư sao? Ủa, đây là lá thư gì vậy ta? Ủa, tại sao lại có một cái chìa khóa, một cái lá thư? Hãy sử dụng chiếc chìa khóa này để mở cửa, để mở cánh cổng trên tòa nhà cao nhất của nhà tù này, trong đó có thẻ của các thành viên trong cảnh sát ở đây. Hình như đây là một cái thông điệp mà ai đó đã để lại nè, ai đó đã để lại khi trốn ngục này. Vậy là đã từng có người trốn ngục ở đây rồi và để lại thông điệp. Đây chính là cái chiếc chìa khóa để mở ra được cái cánh cổng, cái mở cửa được cái tòa nhà cao nhất để lấy được cái thẻ sao? Để mình xem cái cửa cao nhất là cái cổng cao nhất là ở đâu ta? Hình như là cổng này nè. Ok, bây giờ làm sao để mình lên được đó mới là vấn đề nè mấy bạn ơi. Ở đây có cầu thang ngon. Trời ơi, ôi núp 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 sợ chiều cao lắm mấy bạn. Nhưng mà không sao, vì chuyện chuyện công chúng ta phải không nên nghĩ cho chuyện riêng của chúng ta được. Oh my god. Đúng rồi, đúng là bên đây nó có một cánh cổng thật, có một cái cửa thật. Bây giờ mình phải nhảy xuống sao? Đau quá nhưng mà không không, chúng ta không nên, chúng ta phải tập trung vào. Đúng rồi, trong đây có một có một cái gương. Ok, yes, chúng ta mở ra được rồi. Cảm ơn ai đó đã để lại thông điệp nhé. Thẻ. Đúng rồi, đây chính là chiếc thẻ mà mình đang cần đây rồi. Ok, ngon. Bây giờ mình phải xuống và phải trốn thoát ra khỏi được cái nhà tù này. Lần đầu tiên núp làm được một cái công việc nó rất là phải gọi là thông minh như vậy. Ok, thường là người ta trốn ngục, người ta trốn ở dưới đất, bây giờ mình chơi lộ liễu luôn. Thêm cũng may là mình có một bộ đồ hóa trang này. Rồi anh ơi, đây chính là thẻ của anh đây. Rồi cuối cùng thì cái rồi. Yes, cuối cùng cũng được, bây giờ mình đi nào. Cuối cùng thì mình cũng đã sau sáng hôm sau mình cuối cùng mình cũng đã thoát ra khỏi được cái nhà tù quái quỷ này. Bây giờ mình nên vứt hết những thứ này đi. Ok. Và các bạn đã thấy đó, Nút đã thành công rồi. Và ok, cảm ơn các bạn đã xem video này của Nút. Và nếu các bạn yêu thích thì đừng quên để lại cho Nút và channel của Kevin một nút like, share và subscribe. Ngoài ra thì các bạn đừng quên ấn vào cái chuông để cập nhật những video mới nhất nhé. Và ngoài ra nếu các bạn yêu thích Nút và muốn Nút
xuất hiện nhiều trong video của Karen thì các bạn đừng quên comment bên dưới nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.